Mọi chuyện cũng tại con nụ mà ra. Tôi nghĩ phải nọc nó ra, đánh cho nó phải khai ra cái bào thai đó là của ai, ai đã làm chuyện tác tệ này. Sau đó thì tùy chị hai xử sao cho mọi việc êm xuôi. Em nói như vậy làm như là muốn ám chỉ điều gì đó, đúng không? Tôi có ám chỉ gì đâu. Chẳng qua là tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng minh bạch. Người có công thì phải được thưởng, người có tội thì phải bị phạt. Ngay cả cậu chủ ở trong nhà, nếu gian díu với con hầu thì cũng phải bị trách tội, chứ không thể được dung thứ. Mà nói em Tư đừng có buồn nghe. Trong nhà tôi thấy con nụ nó hay mài la mắt liếc với lại thằng Phúc Điền lắm đó nghe. Hay là chị ba, chị biết tánh thằng Tư mà, nó là đứa nhút nhát hiền lành, mấy cái việc tày trời như vậy nó không dám mần đâu. Không phải thằng Tư thì chỉ còn là thằng Hai, mà xét cho cùng á thì nó là đứa khả nghi nhất. Nó vẫn hay dòm ngó con nụ nào giờ mà. Chị Hai, chị hỏi thằng Hai thử coi sao. Tôi biết tôi phải làm gì rồi, chứ không mượn em ba phải bày vẽ chi cho thất công. Tánh tôi nào giờ vậy, có gì thất lễ chị Hai cũng đừng có chấp nê. Tôi chỉ lo một khi con nụ nó khai ra ai đó thì chỉ có nước mà đổn thổ, biết giấu cái mặt đi đâu được. Ta nói đường đường là cậu chủ nhà họ Trương mà lại đi vụng trộm với một con hầu thì nhục nhã tông môn không chứ.